Chiều hôm qua, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã chủ trì hội nghị triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025. Đại diện các sở ngành liên quan cùng các trường đại học cao đẳng và các doanh nghiệp đã tạm dự hội nghị. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình triển khai công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và thông tin thị trường lao động, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2024-2025. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh Lâm Đồng đã đưa 1.050 lao động đi làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Đông. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Năm 2024, Lâm Đồng sẽ phấn đấu đưa trên 400 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 100% các huyện, thành phố trong tỉnh đều có lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trong năm 2024 qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm khoảng 10.000 vị trí việc làm, tăng 30% so với năm 2023, tập trung các nhóm ngành nông lâm nghiệp, chế biến nông sản, du lịch, dịch vụ, v.v. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành địa phương, các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp đã trao đổi một số vấn đề còn tồn tại như xuất khẩu lao động sẽ tạo điều kiện cho lao động được đào tạo nghề, sau đó hến giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân khu vực nông thôn và người nghèo. Tuy nhiên, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa tương xứng với cuộc lao động của tỉnh, chủ yếu là lao động phổ thông ở vùng nông thôn trình độ ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại còn hạn chế, dẫn đến số lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật ở nước sở tại còn nhiều. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm S. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp đã thực hiện công tác này một cách minh bạch rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.